Xin chào quý vị khán thính giả của người Việt Channel, tôi là Bùi Như Mai từ San Jose, California. Mấy ngày hôm nay ồn ào chuyện Trump là một tỷ phú sợ láo, chỉ là thùng rỗng kêu to. Thực sự thì Trump có thể cháy túi rồi, không có tiền để đóng tiền phạt, để mà đi kháng kiện, mà cũng không có công ty bond nào chịu lấy bất động sản của Trump cả, làm của thế chấp để mà giúp Trump đóng bond cho tòa. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc hai bài bình luận về vấn đề bond của Trump nha quý vị. Bài thứ nhất có tựa đề là Trump không thể tìm được người hoặc một công ty bond nào chịu giúp ông ta 464 triệu đô la. Thế có ai trong đám cuồng muốn giúp Trump hay không? Đó là bài viết của Catherine Rampo được đăng trên báo The Washington Post ngày 18 tháng 3 năm 2024 do Bùi Như Mai Dịch. Tất nhiên sẽ không có ai cho Donald Trump vay nửa tỷ đô la mà ông ta đang cần phải bỏ ra để kháng cáo kháng cáo cái vụ án bị tiểu bang new york thưa ông ta về tội lừa đảo và trump đã thuộc kiện thế có ông bà cô bác anh chị nào có muốn giúp trump hay không trong những tháng gần đây trump đã bị một loạt các phán quyết phạt trump quá nhiều tiền Nã vào túi tiền của ông ta vì tội phỉ bán và tội làm ăn lươn lẹo. và khi tôi nói nhiều tiền ý tôi là đắt hơn một chút so với đôi giày mạ vàng mang nhãn hiệu trump và sau khi cộng hết các số tiền mà trump bị thua từ các vụ kiện cho đến nay thì trump đã nợ nhiều hơn toàn bộ gdp tức là tổng sản lượng quốc gia của một số quốc gia nhỏ Vụ kiện đắt giá nhất đó là Trump bị tiểu bang New York kiện và Trump đã thua kiện về ông ta khai gian giá trị các bất động sản để có lợi khi đi vay nợ từ các ngân hàng và mua bảo hiểm cho các tài sản này. Theo phán quyết của tòa án New York, cộng luôn tiền lời thì Trump nợ 464 triệu đô la và Trump đang kháng cáo vụ kiện này. Trong khi đó, quan tòa xử Trump đã nói rằng Trump phải nộp phạt bằng tiền mặt hoặc tiền bond, tức là tiền thế chân để chứng minh rằng ông ta có đủ số tiền bị phạt, chứ không phải cứ đi kháng cáo khơi khơi, cốt chỉ để trì hoãn việc phải trả tiền phạt. Trump luôn khoe khoang về sự giàu có và cái túi đầy tiền của mình. Năm ngoái, Trump nói với tòa rằng ông ta có hơn 400 triệu đô la tiền mặt. Trump nổ banh nước nhà như vậy đó quý vị. Nhưng mà hiện nay nè, thì Trump lại đang phải vật lộn chạy ngược, chạy xuôi để kiếm đủ cái số tiền. Vì vậy á, mà tên chúa trộm Trump đã cố gắng cục cửa, cục cựa để làm sao mà chạy, để chạy loạn, để chạy làng thoát ra được thì thôi. Đầu tiên nha, luật sư của Trump xin đóng 100 triệu đô la tiền bon suy cho cùng quý vị thì tiền tòa phạt, tiền tiền mà tòa phạt Trump đó, được Trump coi nó như là một cái giấy đòi tiền từ người làm công cho Trump vậy đó vì khi mà những thợ làm làm công cho Trump đó thì sau khi họ làm xong rồi đó thì họ đưa hóa đơn khai chi tiết tiền công bao nhiêu để cho Trump trả cho họ thành ra bây giờ Trump trả giá với tòa y như là Trump trả giá với các người làm công cho Trump đó thành ra Trump nói tôi đưa hàng trăm triệu đô la tiền bon được không tòa nói no một trăm triệu không được phải trả đủ bốn trăm sáu mươi bốn triệu thì sau đó vào hôm thứ hai vừa rồi hai ngày hôm trước quý vị thì các luật sư của trump trở lại tòa và phàn nàn rằng không có ai đồng ý giúp trump đóng tiền bon cả công ty mà được trump thuê để đi kiếm coi có công ty bon nào chịu đóng tiền cho Trump không á, tức là Trump đi mướn một công ty môi giới á, để mà đi kiếm cho Trump thì họ nói là họ gõ cửa hầu hết mọi công ty bon cỡ lớn trên thị trường và đã tốn rất nhiều thì giờ để mà thương lượng với một trong những công ty bon lớn nhất thế giới mà vẫn không được. Các luật sư của Trump cho biết khó khăn chính là Trump muốn sử dụng bất động sản của ông ta làm tài sản thế chấp cho bon mà đã không có công ty bon cỡ lớn nào chấp nhận cái bất động sản đó của Trump cả. Thế mọi người có hiểu cái vấn đề rắc rối này hay chưa? Cái này là câu hỏi của tác giả nha quý vị. Mọi người có hiểu vấn đề rắc rối này hay chưa? Nói như thế này nè. Trump bị phạt và bây giờ ông ta nợ, nợ số tiền 464 triệu vì Trump đã gian dối khai man giá trị tài sản của ông ta. Và giờ đây nè, cái giá trị thực sự của các tài sản khai man đó, đó đâu có giá cao như ông ta đã khai khống lên vậy đâu cho nên không ai chịu nhận những tài sản đó làm tài sản thế chấp thế mới đau cho quý vị đau về cái tật gian dối đó cứ tưởng tượng đi nha quý vị cứ tưởng tượng như thế này nè nếu mà tôi đó tức là tác giả đó, đi bán cho anh một chiếc nhẫn đính hôn đi bằng thủy tinh mà tôi nói dối đó là kim cương thật. Sau đó anh biết ra và anh đi kiện tôi. Thì quan tòa tuyên bố tôi phải chịu trách nhiệm về tội lừa đảo và phải trả tiền phạt. Nhưng giờ tôi không có tiền tôi trả tiền phạt sao đây? Cho nên tôi đem chiếc nhẫn kim cương giả đó đi làm tài sản thế chấp để đi mượn tiền để đem cái vụ kiện này kháng cáo lên tòa trên. Đó là mức độ chơi cháo của Trump mà tôi muốn nói đến ở đây đó quý vị có nhiều lý do khác khiến các công ty bond không muốn nhận bất động sản của Trump làm tài sản thế chấp. Lý do là có thể các bất động sản này còn nợ đầy trong đó đó. Tùy theo có bao nhiêu món nợ trong cái bất động sản đó đó, nợ một hoặc hai hoặc ba ngân hàng. Điều đó có nghĩa là công ty bond mà đứng ra nhận cái tài sản thế chấp này của Trump đó sẽ đứng sau các ngân hàng này trong trường hợp trong không có tiền trả tiền nợ và ngân hàng tịch thu tài sản để mà phát mãi đó thì khi tôi mở ngoặc ở đây nha quý vị khi tác giả nói có bao nhiêu món nợ trong bất động sản đó thì tôi xin giải thích thêm một tí để cho quý vị không có bất động sản ở Hoa Kỳ hiểu thêm một chút nó như thế này khi mình đi mua nhà đó mượn tiền ngân hàng thì ngân hàng đó là số 1 nếu vẫn không đủ số tiền thì có thể mượn thêm ngân hàng thứ hai thứ ba hoặc là sau đó bất động sản của mình tăng giá, mình mượn thêm một cái nợ khác. Mà nếu cứ mượn thêm thì các ngân hàng hay là người cho mượn thêm sau này nè, thì muôn đời họ sẽ là kẻ đến sau. Xếp hàng tiếp theo những cái món nợ đã 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 đã, đã đến trước. Thì cũng có thể vì Trump bị tiểu bang New York siết nợ, thì chúng ta sẽ biết chủ nợ của Trump là ai. Vì hiện giờ chúng ta không biết. Thì khi đó chúng ta sẽ biết chủ nợ của Trump là ai khi ông ta còn là tổng thống và nhất là bây giờ khi Trump lại đang tái tranh cử. Ngoài ra cần phải nói rõ hơn, không có một công ty bond nào có thể đưa ra đủ số tiền nửa tỷ đô la. Nhưng mà Trump có thể đi kiếm nhiều công ty bond khác nhau, mỗi công ty bond cho vay một phần để gom lại cho đủ số. Nhưng mà các luật sư cũng báo cáo với tòa là cũng không gom được các công ty bon nào chịu ứng tiền cho Trump theo kiểu này cả. Ngay cả khi Trump có tài sản thế chấp, đó, họ vẫn ngại đóng bon cho Trump. Vì Trump là một tiếng là một tên nổi tiếng quyết nợ. Quyết không trả tiền cho những công nhân, những nhân công mà xây sửa các sòng bạc của ông ta. Cho đến các ngân hàng lớn cho Trump vay nợ mua nhà. Trump đã quyệt nợ nhé, không trả tiền công cho các à, công nhân lao động nhé, không trả tiền nợ ngân hàng, mà Trump lại còn lố bịch, khoe khoang nhân nhân cái mặt về việc mình đi quyệt nợ. Một lần nữa, nữa, Trump coi mọi hóa đơn, mọi hợp đồng đã ký chỉ như là một chỉ như một thứ để ông ta trả giá và thương lượng. Ngay cả phán quyết của tòa, ông ta cũng muốn trả giá và thương lượng. Ngoài ra, hãy tưởng tượng là nếu ai cho Trump vay vài triệu đô la, rồi sau đó ông ta đắc cử tổng thống đi, thì coi như là không thể nào đòi nợ Trump được nữa đâu quý vị. Vì nếu mà họ cứ cố gắng theo Trump đòi Trump trả nợ đó, Trump sẽ có thể thẳng tay cho Bộ Tư pháp hoặc Bộ Tài chính xử người đó liền thôi. Thế làm sao mà chúng ta biết được Trump sẽ làm như vậy? bởi vì trump đã chính xác đã làm chính xác như vậy khi ông ta làm tổng thống mấy năm trước đó quý vị biết không trump đã vũ khí hóa quyền lực của chính quyền cho những lươn lẹo nhỏ hơn cái chuyện mà phải đóng nửa tỷ đô la này nhiều ví dụ chính quyền của trump đã đi điều tra các hãng xe hơi khi mà các hãng xe hơi này không ủng hộ các tiêu chuẩn về nhiên liệu mà trump đặt ra mà Trump nói cái cuộc điều tra bịt bợm này đó, ông ta nói, được mang tiếng đó là chống sự độc quyền của các hãng xe hơi. Bịt bợm như vậy. Đó. Rồi đến cựu tránh văn phòng của Trump nhà là John Kelly, cũng đã tuyên thệ ra khai rằng Trump đã ra lệnh cho Sở Thuế vụ điều tra những kẻ thù của ông ta. Và gần đây hơn, chính miệng Trump đã tuyên bố công khai ở Mỹ là ông ta sẽ sử dụng pháp luật để trả thù các đối thủ nếu mà ông ta tái đắc cử. Mà điều khôi hài mỉa mai là ở chỗ này nè quý vị. Khi Trump nói rõ rằng sẽ không có luật lệ gì trói buộc được ông ta, tức là ông ta luôn đứng trên pháp luật, thì oái oăm thay những người cần có pháp luật bảo vệ họ, đó thì họ sẽ không sẵn làm làm ăn với Trump lần nữa đâu. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của Catherine Rampo được đăng trên báo The Washington Post. Và bây giờ, bây giờ là bài thứ hai, bài này cũng ngắn thôi quý vị. Thì cho chúng ta biết thêm một số chi tiết đó là tại sao Donald Trump không thể kiếm được một công ty nào để giúp đóng bon cho ông ta. Và đó là tựa đề cái bài viết này của Peter Coy đăng trên báo The New York Times ngày 18 tháng 3 năm 2024 do buổi như mai dịch. Bất kỳ công ty Bond nào đóng tiền cho Donald Trump để trả tiền phạt cho vụ Trump bị kiện vì làm ăn gian lận ở New York chắc chắn sẽ bị chỉ trích bởi những người không ưa Trump. Công ty Chubb đã đóng tiền Bond cho Trump với số tiền nhỏ hơn, chỉ có hơn 90 triệu trong vụ kiện phỉ bán bà E. Jean Carroll. Và ông giám đốc điều hành của công ty Chubb đã buộc phải công bố ra một bức thư có nội dung như thế này chúng tôi không đứng về phía nào cả. Nếu chúng tôi làm như vậy là sai và chúng tôi không hề ủng hộ bị cáo Trump. Nhưng mà chúng ta không cần cứ phải dùng lý do chính trị để giải thích tại sao các luật sư của Trump hôm thứ hai lại ra tòa xin tòa rằng thực tế là Trump không thể kiếm đủ số tiền 464 triệu đô la để cho phép Trump đi kháng cáo. Và đây là lời giải thích đơn giản hơn nhiều đó chỉ là vì quy định bảo hiểm thôi. Trong một thị trường bảo hiểm không được kiểm soát, Trump có thể dễ dàng kiếm ra được một cái bon sẽ bảo đảm giá trị tài sản của ông ta vượt xa giá trị của bon mà ông ta đang cần để đóng cho tòa. Một số các hãng bon sẽ kêu Trump thế chấp một số bất động sản mà ông ta đang làm chủ, ví dụ như một bất bất động sản trị trị giá một tỷ đô la làm tài sản thế chấp và cái công ty này cái công ty bon này nó kiếm lời thì nó sẽ phải nó sẽ bắt trump phải trả cho nó một khoản phí bảo hiểm cao trên một phí bảo hiểm cao cho cái bon đó nhưng mà luật bảo hiểm của tiểu bang không cho phép các công ty trái phiếu các công ty bon muốn lấy phí bao nhiêu cũng được nếu các công ty bon chấp nhận lấy bất động sản làm tài sản thế chấp thì họ sẽ gặp rủi ro cao vì giá của bất động sản đó, không thể đoán trước được. Và bất động sản thì rất là khó bán trong cái thời gian ngắn. Và cơ quan mà 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 quản lý bảo hiểm này nè, không cho phép các công ty bond tính phí bảo hiểm cao. Khi mà họ muốn chấp nhận cái kiểu mà rủi ro đó, vì cái cơ quan mà kiểm soát về bảo hiểm này họ muốn các công ty bond phải tính phí vừa đủ để có mức độ rủi ro vừa đủ thôi. Thì theo Neil Pedersen là chủ công ty đi môi giới chuyên đi kiếm bond đó, có trụ sở tại New York thì tiền phí phải trả cho công ty bond thông thường là từ 0.5% cho đến 3%. Thì các cơ quan điều hành luật bảo hiểm coi tỷ lệ này là đủ cao vì họ kỳ vọng rằng các công ty bon sẽ được bảo vệ hoàn toàn nếu có rủi ro. Tiền lời trên số tiền bị phạt sẽ tăng lên hàng ngày. Và nếu Trump muốn có được số tiền bon mà ông ta cần để đi kháng cáo, thì Trump sẽ phải nộp khoảng 1 tỷ đô la tiền mặt và chứng khoán. Vì khi cần, thì chứng khoán có thể bán được ngay. Và số tiền này thường phải gấp đôi số tiền phạt của phán quyết. Trump không kiếm được bon không có nghĩa là họ không ưa cá nhân Trump. Đó chỉ là vấn đề lợi hại trong kinh doanh mà thôi. Kính thưa quý vị, đó là bài của Peter Coy trên báo The New York Times. Hôm qua ngày thứ ba đó quý vị, Trump quá chán trường vì không biết đào đâu ra tiền mà nộp cho tòa. Cho nên ông ta lên trên, lên trên cái mạng truth social của ông ta để mà chút cân giận. Và như chúng ta đều biết mỗi lần mà Trump mở miệng ra là lại nói láo, han vãn. Ê ôi mình là nạn nhân của chính quyền Biden. Hôm qua Trump viết như thế này, thẩm phán and Goron và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York là James bắt Trump phải đóng 464 triệu để được quyền đi kháng cáo. Của được quyền đi kháng cáo nha quý vị. Trump viết quá lao léo luôn. Quý vị biết là Trump đã đệ đơn kháng cáo chỉ một ngày sau phán quyết của thẩm phán en không? Ông thẩm phán này, ông ra phán quyết phạt Trump 355 triệu vào ngày thứ Sáu, 23 tháng 2. Đến ngày thứ Hai, 26 tháng 2 là chỉ một ngày sau khi mà ông thẩm phán đưa ra phán quyết. Một ngày sau đó là Trump nộp đơn kháng cáo ngay lập tức. Và tới bây giờ, Trump đã phải đóng tiền phạt gì đâu. Bà James bắt cho Trump 30 ngày để nộp 355 triệu tiền phạt cộng với 100 triệu tiền lời. Thì, đến 25 tháng 3 này nè là đáo hạn 30 ngày. Nếu Trump không có tiền thì sẽ bị bà James tịch thu tài sản và phát mãi. Và sau đó nếu mà Trump thắng kháng cáo thì bà James sẽ phải trả lại cho Trump cộng với tiền lời. Đơn giản vậy thôi. Mà cũng đi lên xạo láo cho bằng được đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta đổi qua đề tài chuyện Mike Pence tuyên bố không ủng hộ Trump nha quý vị. Với bài viết có tựa đề là Đảng Cộng Hòa không còn là đảng của Ronald Reagan nữa. Đó là bài viết của Damon Linker được đăng trên báo The Atlantic ngày 19 tháng 3 năm 2024 và cũng do Bùi Như Mai Dịch. Mike Pence không ủng hộ Donald Trump cho thấy rõ rằng đảng cộng hòa đã không thể quay trở lại với lý tưởng bảo thủ truyền thống nữa và bây giờ nó là một đảng dân túy cực đoan tiếng anh trong bài này đã tác giả dùng là radical populism có nghĩa là dàn lãnh đạo kiểu mới thường đưa ra các chính sách mang tính cực đoan với cách sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ để phô trương là họ ủng hộ những người dân bị đời bỏ quên và giúp những cái người này chống lại áp bức. Đối với những người muốn thấy Donald Trump bị đánh bại vào tháng 11 với tỷ số càng lớn càng tốt, đó, thì chiều hôm thứ Sáu tuần trước, cựu Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố sẽ không ủng hộ ông sếp cũ của mình. Và tin này là tin vui cho họ. Không phải Pence có một nhóm đông đảo cử tri ủng hộ ông ta, mà Pence đã rút lui khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng cộng hòa vào cuối năm ngoái sau khi có số dân ủng hộ ông ta quá ít và không có lý do gì để cho rằng Pence có thể làm trump thất cử được tuy nhiên một người cộng hòa nổi tiếng như Pence là một người cộng hòa bình thường đã từ chối không ủng hộ trump sẽ đưa chúng ta đi xa hơn con đường chúng ta đang đi nhưng đi đâu và hướng tới cái gì đây rất nhiều bạn bè Cộng hòa của tôi thuộc phe Never Trump, tức là không ủng hộ Trump, thuộc phe bảo thủ ôn hòa, cảm thấy rằng việc Pence không ủng hộ người mà ông ta đã phục tùng trong 4 năm sẽ cho các cử tri Cộng hòa không ưa Trump thấy rõ con đường trước mắt. Cùng với Nikki Haley, Mitt Romney, Dick Cheney, Liz Cheney và một danh sách dài các cựu thành viên nội các của Trump, và các cựu và các thành viên và cựu thành viên quốc hội đó cùng các giới chức ở các tiểu bang phản đối không muốn Trump tái đắc cử tổng tái đắc cử tổng thống đó thì Pence được họ cho là sẽ giúp cho sự thất bại của Trump vào tháng 11. Nhưng mà điều này có thực sự đúng hay không? Tôi khá tin tưởng rằng một số lượng đáng kể dân của Đảng Cộng Hòa của Reagan có thể sẽ chán, họ không đi bầu hoặc họ sẽ bỏ phiếu cho ai đó mà không phải là Trump vào ngày bầu cử. Nhiều người tự hỏi là nếu Pence thẳng thừng tuyên bố là Trump không đủ tư cách làm tổng thống nữa sau khi ông ta kích động bạo loạn ngày 6 tháng 1. Thay vì Pence chỉ nói chung chung là lập trường bảo thủ không chính thống của Trump thì nếu Pence đập ngay vào cái tư cách của trump thì có thể sẽ thay đổi được suy nghĩ về trump của số đông dân cộng hòa chúng ta không biết điều đó có đúng hay không nhưng điều này chỉ hại được trump nếu trump không có sự ủng hộ từ các nhóm cử tri khác để thay thế những cử tri cộng hòa chính thống mà trump đã mất nhưng có thể chính vì dân cộng hòa thời Reagan và thời Bush ghét trump nên có thể điều này lại đánh bóng cái uy tín của Trump hơn vì ông ta là một người đang tìm cách chuyển đổi đảng Cộng Hòa cũ của họ đó theo hướng dân túy. Tức là thay đổi để làm cho đảng Cộng Hòa là đảng của những người dân bình thường chứ không phải đảng của giới thượng lưu nữa. Nhiệm kỳ tổng thống của Trump rất là khác thường. Một mặt, Trump đã tấn công vào tất cả các ứng cử viên Cộng Hòa chính thống và ông ta bất đồng với các chính sách đã có từ lâu đời của đảng cộng hòa thế mà ông ta vẫn giành được sự đề cử của đảng cộng hòa mặt khác những người cộng hòa chính thống trong chính quyền của trump lúc đó lúc mà trump làm tổng thống nó vẫn còn đông vì họ là những người còn sót lại từ đảng cộng hòa những người cộng hòa cũ này đã điều hành nhiều cơ quan và mục tiêu chính của họ là phải thông qua đạo luật cắt giảm thuế cho các đại công ty và dân nhà giàu và bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ vào Tối cao Pháp viện và vào các ghế thẩm phán của liên bang. Chính vì sự hiện hữu của nhóm Cộng hòa Cũ này mà hầu hết cái nhóm cực hữu của Trump, đó, cái nhóm cực hữu của Trump là cái nhóm đi chống chính sách đối ngoại quốc tế đó và cái nhóm ủng hộ cho việc xây dựng bức tường dọc biên giới phía nam của Hoa Kỳ đó đều bị cái nhóm cộng hòa cũ là họ ngăn chặn lại. Cho nên cái đám cái đám của Trump chả làm gì được nhiều trong 4 năm trong làm tổng thống cả. Và khi đến thời điểm tâm Trump tái tranh cử vào năm 2020 đó, thì dân cộng hòa ở ngoại ô là dân có và dân có trình độ học vấn cao có thu nhập cao đã bò đảng Cộng Hòa qua bầu cho Joe Biden để mà Trump bị thất cử. Và chiến dịch tranh cử của Trump kỳ này là kỳ năm 2024 này sẽ cố gắng để giành lại những cử tri ngoại ô đó bằng cách là ban tranh cử của Trump đưa ra một tên Trump như là một sự thay thế Biden và sẽ tốt hơn Biden. Trump nói là sẽ đưa nền kinh tế trở lại như trước khi có đại dịch. Bởi vì COVID cho nên nền kinh tế đất nước rơi vào tình trạng suy thoái chứ không phải vì Trump bất tài. Nếu đây là chiến lược tranh cử cho năm 2024 của Trump đó, thì chuyện Pence không ủng hộ Trump có thể là một vấn đề quan trọng đối với chuyện tranh cử của Trump. Bởi vì nó sẽ báo hiệu cho những cử tri có cùng quan điểm với Pence rằng Trump không xứng đáng được họ ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có khả năng tương tự là việc Pence không ủng hộ Trump đã vô hình chung đẩy nhanh cái quá trình chuyển đảng Cộng Hòa thành đảng của Trump. Cái đảng mà Trump muốn nó trở thành cách đây 8 năm đó. Một đảng mà Trump nói đó là của giai cấp lao động gồm các nhóm cử tri đồ mọi chủng tộc và là dân ít học, không có bằng đại học. Bằng chứng của sự phát triển của cái đảng Cộng Hòa đó đã không rõ rệt lắm trong một số lần bầu cử vừa qua. Nhưng các cuộc thăm dò cho lần tranh cử này cho đến nay đang thấy có một điều gì đó to lớn hơn đang diễn ra. Đó là những dấu hiệu đang được thấy về một sự tái sắp xếp lại vấn đề chủng tộc đang diễn ra trong Đảng Cộng Hòa. Và điều này sẽ được chứng minh sau bầu cử vào tháng 11 là có đúng hay không? Thì có thể đó là chính là nhờ mike pence là nhờ nikki haley và những người khác đang từ bỏ trump đó vì sự khác biệt của trump so với lý tưởng bảo thủ reagan mà hai cái, cái ứng cử viên này là pence và nikki haley này cũng như các ứng cử viên cộng hòa thuộc phe bảo thủ cũ các chính sách được dân đảng cộng hòa reagan và bush truyền thống ưa chuộng đó. những cái những cái chính sách được họ ưa chuộng hiện nay không còn được phổ biến với những cử tri ít học rồi cộng với cái cách mà đảng cộng hòa cũ giao giảng và cái cách suy nghĩ lý tưởng thiếu thực tế với nhóm dân ít học này, này cũng quá khác với những gì mà trump đang dạy các cử tri của đảng cộng hòa khi mà cái đám cử tri này họ đang đi tìm kiếm một lãnh tụ chính trị phải giống như họ và họ đã tìm ra trump và trump đã dạy họ không bao giờ phải xin lỗi cả mà phải khoác lác, phải khoe khoang, phải phét lác, bịp bợm. Tôi không nói rằng đây là chiến lược giúp Trump thắng cử vào tháng 11 này nha. Vì Trump vẫn còn bị nhiều vấn đề pháp lý lắm. Trump bị hàng chục triệu triệu người Mỹ khinh thường chán ghét ông ta. Và Trump đã bị truy tố ở nhiều tòa án khác nhau với nhiều trọng tội. Trump đã cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách vẫn tiếp tục xạo láo về bầu cử gian lận. Trump đã kích động bạo loạn và ông ta là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đã ra sức làm đảo tránh để duy trì quyền lực. Tất cả những điều này và nhiều vấn đề hơn nữa sẽ khiến cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là những khó khăn cho Trump. Nhưng thực tế, các cuộc thăm dò và cho thấy điểm của Trump và Biden ngang ngửa và có phần nghiêng về phía Trump Điểm thăm dò cao đáng ngạc nhiên này của Trump là cao hơn so với thăm dò của năm 2016 hoặc năm 2020 Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Trump sẽ thắng cử đâu Nhưng nó cho thấy rằng liên minh bầu cử mới của Đảng Cộng Hòa đang ổn định và có thể ngày càng lớn Ngay cả khi các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa thời Reagan liên tục bày tỏ sự kinh tởm chán ghét đối với trump nhưng mà bằng cách nào đó thì trump lại đang đứng đằng sau cái sự ổn định dân tình cộng hòa và sự tăng trưởng của nó dù trump có thắng cử hay không chúng ta có, sẽ thể, chúng ta có thể sẽ thấy đảng cộng hòa sẽ phát triển khác xa với những mong muốn của pence của haley và của những người cộng hòa cũ như tôi đã lập luận trước đây có một số ít cử tri muốn khôi phục lại đảng cộng hòa của Reagan và họ sẽ không tìm thấy điều đó trong đảng cộng hòa ngày nay đâu họ cũng có thể không tìm thấy điều đó trong đảng dân chủ của Joe Biden nhưng mà ít nhất ở trong đảng dân chủ thì các phe phái trung dung họ cởi mở với lý tưởng của Reagan là chính sách đánh thuế thấp chính sách di trú thoải mái hơn tự do mậu dịch luôn làm lãnh đạo thế giới với chính sách sử dụng sức mạnh quân sự cho các chiến lược hợp tác quốc tế, cùng lúc kết hợp với sứ mạng của Hoa Kỳ đối với thế giới. Đó là Đảng Dân Chủ Trung Dung của Biden. Nhưng Đảng Cộng Hòa thời hậu Trump sau khi mà Trump biến đó, thì những quan niệm và chính sách như vậy nó thực sự không được dân Cộng Hòa cũ hoan nghênh nữa ngoài việc cắt giảm thuế đấy. bởi vì một số khá đông Ồ, d... oh, tôi xin nói lại là những quan niệm và chính sách như vậy thực sự không được dân Cộng Hòa mới hoan nghênh nữa ngoài việc cắt giảm thuế đó. đó là bởi vì một số khá đông dân Cộng Hòa ít học không có trình độ đại học thuộc bất kỳ chủng tộc hay sách tộc nào và ngày càng trở thành nền tảng kiên cường của Đảng Cộng Hòa. Những cử tri đó thích coi đất nước Hoa Kỳ như một kho súng đạn lúc nào cũng sẵn sàng nổ. Họ muốn thấy quyền lực của chính phủ Hoa Kỳ được sử dụng để đem đến những lợi ích cho họ và cho đất nước của họ. Và họ, và họ thích kiểu phát biểu gồ gồ, thô lỗ và hài hước rẻ tiền kiểu của Trump Những bài diễn văn cũ của Tổng thống Reagan đầy lý tưởng, có tính cách giáo dục và nghiêm chỉnh đã miêu tả nước Mỹ là một đất nước sáng ngời ở trên cao. Có nhiệm vụ bảo vệ các nền dân chủ ở nước ngoài và với những bài diễn văn đó đó quý vị, giờ đây những cử tri Cộng hòa lại thờ ơ và hờ hững với nước. Mà bây giờ khẩu hiệu America First nước Mỹ trên hết thực sự được sử dụng như một khẩu hiệu cho Đảng Cộng hòa hiện nay và nó đang trồi lên trở lại. 8 năm sau khi Trump lần đầu tiên nắm quyền. Nếu Trump thua vào tháng 11, cũng có thể sẽ không có gì thay đổi đâu. Dân nồng cốt mới của Đảng Cộng hòa sẽ không đảo ngược quan điểm của họ và đột nhiên quyết định rằng họ yêu Pence và Haley trở lại đâu. Cộng hòa của Reagan cũ đã chết rồi. Mà thay vào đó, Đảng Cộng hòa sẽ bắt đầu tìm người kế nhiệm Trump. Ron DeSantis đã thử cái vai trò đó trong năm qua và đã thất bại. Các cử tri của lần bầu cử này quyết định rằng họ vẫn thích trump hơn. Bất kể người kế nhiệm trump là ai, người đó sẽ là người phải nói được ngôn ngữ của những cử tri ít học không có trình độ đại học và có cái nhìn ra thế giới bên ngoài phải giống như họ. Đảng Cộng Hòa hiện là cái xe hơi chuyên trở cho chủ nghĩa dân túy cánh hữu. Pence không ủng hộ Trump thì có thể sẽ có tác dụng nhiều hơn trong việc giúp Đảng Cộng Hòa hoàn thành sự biến đổi của nó đó thành Đảng của Trump hơn là nhằm dập tắt cái tham vọng chuyển đổi cơ chế chính trị của nó. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của Damon Linker trên báo The Atlantic. Quý vị thấy Mike Pence vẫn là một cái tay hèn, cũng như bao nhiêu tên lãnh đạo hèn khác của Đảng Cộng Hòa. Pence biết rõ con người Trump ra sao chứ. Thứ nhất, trí óc Trump hạn hẹp kiến thức, chỉ có dùng các chiêu trò khốn nạn đi đập mọi người thôi. Thứ hai, Trump không có tư cách đạo đức, Trump không phải là người của tôn giáo. Mà nhờ Mike Pence đem cái nhóm cử tri tiên lành bầu cho Trump vào năm 2016 là cái nhóm này đã ở lại trung thành với Trump. Thứ ba, tính khí bốc đồng của Trump ngay cả khi ông ta đưa ra các chính sách cho đất nước cũng vậy. Thứ tư, Trump đã hy sinh mạng sống của chính Pence và gia đình Pence và của cả quốc hội để mong giữ cái ghế tổng thống cho ông ta. Thứ năm, Trump quá ích kỷ nhỏ mọn và đồi bại. Pence biết những chuyện này chứ. Và Pence còn biết nhiều cái tính xấu của Trump còn nhiều lắm quý vị mà tôi không có thời giờ để kể hết ra ở đây đâu. Thế tại sao Pence vẫn không dám tấn công cái tư cách của Trump? Ngoài chuyện hands của Pence quý vị, tôi nghĩ còn là chuyện nếu mà Pence làm như vậy, tức là tố cáo cái tư cách vô đạo đức của Trump là vô hình chung Pence đồng ý với phía Dân Chủ, với phía Cộng hòa chống Trump là Trump là tên Tổng thống bựa tư cách cả chớn. Một người như Pence là một người sùng đạo, luôn giao giảng phải sống đạo đức. Mà bây giờ Pence không còn đạo đức để nói rõ cho người cho mọi người biết cái sự nguy hiểm của Trump sẽ gây cho đất nước, sẽ gây cho đất nước này đó. Cái sự nguy hiểm của Trump sẽ gây ra cho đất nước này ra sao đó tức là Pence đã gián tiếp tiếp tay với Trump một lần nữa, y như lúc chính quyền Trump Pence đối phó với đại dịch Covid đã giết bao nhiêu người Mỹ vô tội. Vì cái tính gian manh độc ác chỉ muốn thắng cái chức tổng thống bằng mọi giá mà thôi. Và lại nữa, cuộc đời chính trị của Pence là coi như xuống cống rồi quý vị. Thế ông ta còn sợ gì nữa mà vẫn thập thụt không dám chỉ thẳng cái mặt Trump. Tại sao? có một điều tôi vẫn không hiểu được đó. là cái đám mà nhí nha nhí nhăng bao quanh trong bây giờ này, để mà hòng được cái chức phó tổng thống á tại sao họ không nhìn vào cái gương của pence nhỉ một lần xa chân vì tham quyền tham danh vọng mà cuộc đời chính trị xuống cống xuống bùn khi mà pence hoặc là họ nó còn trẻ để tự mình vươn lên thay vì dựa vào một tên già vô đạo đức mà có lên được đâu. Chỉ thấy họ tự giết cái sự nghiệp chính trị của mình cũng như Pence. Kính thưa quý vị, đó là bài dịch và bài nhận định cho ngày hôm nay. Linh bài viết tiếng Anh luôn được kèm theo video này. Xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật vui và bình yên. Kính chào quý vị ạ.